Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video đó là siêu phẩm. Bộ video đó là mình đã gọi là dồn dành cho gọi là dành dụm, đúng không? Dành dụm biết bao nhiêu kim cương để mà mua Ronron, thì hôm nay Ronron là được hạ giá các bạn ạ. Đây, thì theo như là mình biết đây, Ronron được hạ giá từ 15.000 kim cương xuống 12.000 kim cương. Thì đối với mình là mình dùng kim cương trước giờ để gọi là mua Ronron mà các bạn biết biết rồi đúng không? Xem lâu biết rồi đúng không? Thì đang sale còn 12 kim cương, 12.000 kim cương, thì tại sao không mua ngày hôm nay, đúng không các bạn? Đúng đúng. Thì sơ thì trước khi mua mình sẽ gọi là nói là một cái ước nguyện, thì cái ước nguyện sắp tới nó sẽ gọi là mất các bạn nhé. Ok coi nè, thì sắp tới cái ước nguyện sẽ bị gọi là mất đi và sẽ thay vào đó là một cái công trình khác mọi người nhé. Đấy, một công trình đặc biệt sẽ được thêm vào vị trí của cái hồ mình đã bị mất, bị xóa này. Đấy, cho nên là chúng ta phải tạm biệt Go rồi đó. Go. Ok, mình sẽ tới cái ước nguyện lần cuối cùng. Đấy. Ok. Mong rằng kỷ niệm sẽ còn mãi ha. Kỷ niệm sẽ còn mãi. Biết bao nhiêu video clip, biết bao nhiêu video clip mà mở hộp ở tại cái ước nguyện này. Đấy. Ok. Để sơ thì không đợi các bạn đợi lâu nữa, tôi sẽ mua ngay. Mình sẽ mua ngay chiếc xe 12.000 kim cương. 15.000, sale còn 12.000. Xe môi trường cao cấp trắng, bạn có chắc chắn muốn mua hay không? Nào, các bạn đã xem video của tôi, hãy bấm like và đăng ký kênh. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Yes, mua. Và đó là một siêu phẩm biết bao nhiêu lâu nay. Đó là VIP xe mua trần cao cấp trắng, sự hoàn thiện của một phong cách sống sang trọng. Ơi, ca từ nay là không còn phèn nữa. Ca từ nay là sẽ có một chiếc xe gọi là Rolls Royce, xe VIP để mà đi. Đấy, với giá trị này, chiếc xe này với giá trị 12.000 kim cương, 15.000 kim cương, thì các bạn biết 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 tiền ở trong game là biết bao nhiêu tiền không? Rất là nhiều tiền nhé. Đấy. Ok. Rồi, mình sẽ lấy ra thử nha. Xe tốc độ. Xe môi trường cao cấp, sự hoàn thiện đấy. Tốc độ 6. Tốc độ 6 hả? Tăng tốc là 15 hả? Gia tốc 9 hả? Tăng tốc 15 gia tốc 9 hả? Thử một vòng coi. Wow, bạn coi nè. Là 3 ngày nha, đây 3 ngày nha, đây là 3 ngày nha. Từ là ban ngày thôi mọi người nha, ban ngày nó chưa lên đèn nha các bạn nha. Đẹp như vậy rồi, wow, hoàn thiện quá, hoàn thiện đúng là hoàn mỹ luôn các bạn ơi. Wow, để mình nghe tiếng xe nha. Ui, đã đến một kim cương lầm luôn các bạn ơi, lầm luôn, lục tới lục lá 8 3 8 6, mà đỉnh đang đi có kim cương mình lầm luôn các bạn nha. Rồi mình đi tiếp nha. Cái hộp kim cương này nó khô lắm mọi người à, nó lường hay lường túi à, nó gọi là lường lường lưu lường tới chứ, nó lẹo lưỡi luôn. Mua được rồi, mừng quá, được hạ giá mua mừng quá, mình nói chuyện leo lưới luôn. Ủa rồi đây rồi, và đó sẽ là 2 kim cương đi, 2 kim cương, 1 kim cương mà đá quý. Ok, tiếp tục đi cái xe ra đi nè. Yes, mình sẽ cho dấu xa luôn mọi người nhé, dấu xa luôn. Ok đi, mình thấy tốc độ này cũng chạy cũng kiểu cũng nhanh đó nhá, nhanh chứ, nhanh nhất game phải không ta? Như tốc độ nhanh nhất game thì phải. Chúng ta phải tốc độ nhanh nhất game mọi người, xe này tốc độ nhanh nhất game không ta? Ai biết thì comment mình biết nhé, ai biết thì bình luận phía dưới bên dưới mình biết nhé. Chiếc xe như là tốc độ trong chỉ số là nhanh nhất game thì phải. Còn có hơn ba lô của mình không ta? Ba lô của mình là tăng tốc 5.5, 5.5, tăng tốc 11, 5.5, 11, 5.5. Chiếc này 6, 15, 9. Ồ, vậy là chỉ số cao nhất game rồi. 5.5, 11, 5.5, 6, 15, 9. Ồ, vậy là chiếc xe này tốc độ nhanh nhất game rồi các bạn ơi. Quá đã luôn. Để tí nữa trời tối, tí nữa trời tối mình chạy thử cho các bạn xem nha. Tí nữa trời tối xong mình lên đèn. Xe lên đèn, bật đèn lên chạy cho các bạn xem nha. Đẹp tuyệt vời luôn. Chiếc ghế cái in chữ BT. Quá đẹp. Tuyệt vời. Bánh xe cái chữ P là ký hiệu của Palais Tokyo. Quá đã luôn. Ngầu luôn đó, ai chơi được phèn được không, ai phèn được không, trời ơi, tôi có chiếc xe rồi đó mọi người ơi. Ước mơ đó, chiếc xe ước mơ của mình rồi, và ước mơ sắp tới của mình đó là đặt mốc 100.000 đăng ký để nhận nút bạc về và tổ chức mini game cực kỳ lớn cho các bạn xem, bạn chơi. Ok, thì đang đợi cho tối thì mình sẽ nhận cái này mọi người nhé, để xem hôm nay được gì các bạn nhé. Ok, nói về thẻ thì mình chưa full thẻ các bạn ơi. Bữa giờ mình chưa có nhặt thẻ, bữa giờ mình toàn đi câu cá các vật không à. Các bạn xem video kênh mình các bạn biết đúng không? Bữa giờ mình toàn đi gọi là câu cá các vật không à, đi chưa được thẻ. Thì còn mấy ngày nữa thì hết 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 thẻ rồi, hết sự kiện thẻ rồi. Mà mình vẫn chưa hoàn thành thì mình sẽ cố gắng hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ thẻ luôn. Sự kiện thẻ luôn các bạn nhé.
Ok, từ từ mình sẽ cho các bạn xem thẻ sau nhá. Mình nhận mấy cái này đã. Đấy, ngày nào vô phải nhận các bạn ơi. Đấy, ngày nào cũng vô nhận, cứ cái ước nguyện rồi cái ước nguyện giờ nó sắp đi rồi đó, sắp mất rồi. Nhìn ngắm cái ước nguyện các bạn ơi, từ lúc nó nhỏ về từ nó to lên tới giờ luôn mọi người. Công sức của chúng ta, công sức của mọi người biết bao nhiêu kinh nghiệm ở đây. Ok, đây thẻ đó các bạn ơi nè. Bây giờ mình đây nè, sắp tới mình sẽ mở cách 1.000 luôn mọi người. Sắp tới mình ngày cuối mình sẽ mở cách 1.000 luôn. Đấy, hiện tại mình đang có 2.314 sao nè. Thì mình đang có 116 trên 120, thiếu 4 thẻ vàng nữa. Đây thẻ vàng mình thiếu nè, thẻ lệ tạ ơn nè, đó rồi là gì đây, gấu mèo ăn trộm nè, gấu mèo ngủ ngon nè, với cái này nữa nè, đấy xích đu gỗ trong rừng nè, đấy thấy chưa, đó rồi để mình nhận cái này luôn các bạn ơi, nhận hết cái này luôn. Tí là mình mở hết tất cả được gì các bạn ơi, để xem hôm nay mình có nhân phẩm không, hay không nha mọi người nha. Mở cái ước nguyện luôn đó, lần cuối cùng mình ứng ra cái ước nguyện mình mở hết tất cả. Đấy, đưa cái đây, cái chỗ này mình hay mà hộp các bạn này. Đấy các bạn biết, ơi cái thẻ vàng các bạn. Đó, hên nha, mình nói thẻ vàng đang ở đây luôn. Thẻ vàng. Wow, cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi. Ok đi. Nhưng vô tình thấy lượm cũng đỡ buồn ha. Bye bye Gro nha, chào Gro nha, hẹn gặp lại Gro nha. Ok, mình sẽ gọi là lên trên này. Chắc là không gặp lại Gro đâu chứ hẹn gặp lại gì nữa. Ok, mình sẽ đứng đây mình mở thử nha. Đấy, mình mở thử mấy cái hộp trong này. Đấy, nhận hết. Nhận nhanh cho các bạn coi thử hôm nay mình mở được gì hết nhé. Ok. Nhanh. Ai đang gì đây? Ôi ôi ôi, không gì hết. Hộp này mình hay mở ra 30 kim cương nè bạn nè. Thôi được bao nhiêu kim cương? 30 kim cương. 30. Trời ơi, 300 à, 300 tiền sao mà. 7 kim cương, 7 kim cương lần thứ 11, 12. Bảy kim cương. Trời ơi, chắc có lẽ hôm nay mình chỉ mua được Rolls Royce là niềm vui của mình thôi. Còn mở hộp chắc là không được gì rồi. Không gì mới cả, không hấp dẫn cả. Ok, bây giờ đầu vô cửa hàng mình ấy nha. Ai, cửa hàng thì mới có gói mới các bạn ơi, gói mới nè. Wow, đẹp nhá nhờ. 99k mà các bạn có được 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món, 7 món, 8 món, 8 món. Ở trong đó có một cái VIP, đuôi VIP. Wow, lời nha, các bạn nam nên mua nha. Ok. Rồi, mình sẽ gọi là nhận mấy cái này free coi, ra súng nè. Cái Nguyễn ơi, ra súng. Bẹt. Ra cái mũ. Ok đi. Ra kiếm. Cái Nguyễn ơi, ngày cuối rồi mà. Cái Nguyễn. Bẹt. Ôi trời ơi. Ok. À, cái này à, bộ đồ này mình full rồi, có cái này mình chưa có. Thì chắc video tới mình sẽ dùng mầm non. Điểm mầm non để mình mở ra cái này nha, cái này nhảy vui đó mọi người. Đồ nhảy, lực nhảy 17 luôn mọi người. Gậy Bogo anh đào lực nhảy 17 luôn. 17 luôn hả? Ok. Đấy, cái giọng mình đang cái mũi mình hơi bị nghẹt, đang bị nghẹt nên là bình luận nó hơi bị nghẹt thì các bạn nghe thông cảm cho mình nha. Đừng có trách mình, tội mình nha, đang bị bệnh mùa này, hay giờ bệnh đó các bạn, nhớ giữ gìn sức khỏe các bạn nha. Ok, nhận miễn phí cái này luôn đi. Đó, này nhận miễn phí luôn đi, đá này. Đấy. Nhận hết. Trời tối rồi, chuẩn bị lấy roi chạy tiếp các bạn ơi. Để nhận hết cái này đã. Đấy, cái này ngày nào vô game mình phải dạy các bạn rồi. Ngày nào vô game cũng phải nhận hết cái này á. Đó, thói quen hàng ngày, điện trên ngân hàng, tiết cái ước nguyện, về nhà thu hoạch cây, về nhà thu hoạch cây nữa. Nhưng mà cây giờ hiện tại là chưa xong, nó chưa phát triển hết nên chưa thu hoạch được. Đấy. Rồi, mình sẽ thử kêu một người bạn qua để mình chở lên roi mọi người nhé. Ok. À có bằng thu đây, bằng thu gì đây, xin lỗi anh, không gì em xin lỗi. À có bằng thu, mình sẽ kêu bằng thu qua, mình vô tình thấy bằng thu tele qua, mình xin lỗi anh, cái gì đây, chắc tele mình á. Rồi mình gọi bằng qua mình chở luôn các bạn nhé. Ok, đây bằng thu đây các bạn ơi. Alo, lên xe em ơi, lên xe, lên nào, đang chở đi, lên xe nào, anh chở đi đó, anh ngầu không, chở bạn mấy bạn nữ đi. Trời ơi, sang trọng lên, có xe sang trọng lên chở bạn nữ sang trọng đi bạn, bạn đêm mà đèn à. Wow, đẹp tuyệt vời. Mình thấy cái xe màu trắng đẹp hơn xe màu đen nha, nhìn xa hơn màu đen mọi người à. Đấy, xe màu trắng đẹp hơn thì giá nó cao hơn mà, tiền nào của nấy. Rồi lên xe chạy. Tuyệt vời luôn em ơi, một vòng bằng pin nhá. Wow, sắp tới ra bò mới, mình lấy chiếc xe này đi bắt bò thì nhanh cực kỳ ha. Bắt bò với cú đá lốc xoáy. Cú đá lốc xoáy của Cao Phạm. Dì sơ quá đã. Ôi, mười mấy cũ đúng rồi, xe là tính là tiền Việt mười mấy cũ anh em ạ. Tính là tiền Việt mười mấy cũ mọi người nhá. Mười mấy cũ Việt Nam đồng ấy, đừng có đùa. Đấy, mình không còn dơ kìa. Dơ nền xanh mọi người ơi.
cho nó cay, cho nó đi luôn. Tuyệt vời luôn chứ. Quá đã. Âm thanh súng đồng. Mời các bạn nghe lại âm thanh xe một lần nữa. Đó, các bạn vô tình thấy mình trong game, các bạn có thể xin anh ơi cho em chụp ké siêu xe, thì anh sẵn sàng lấy siêu xe ra chở các bạn đi chụp ké nha các bạn nha. Đấy, mình sẽ phục vụ các bạn. À, ưu tiên những bạn đăng ký kênh. À, ưu tiên những bạn hay xem like, hay xem video của mình bấm like. Đó, tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ bên này là cái bên nó nhìn cổ cổ không? Bây giờ mình sẽ qua khu trung tâm mình chạy với sang. Đấy, xe này là chạy qua khu trung tâm với sang ha. Bây giờ mình sẽ qua khu trung tâm thử các bạn nhé. Ok. Đây là mình có khu trung tâm mà lấy xe đi em ơi. Nhanh nào, lấy xe. Lấy xe đi em ơi. Đó, xe này phải chở gái. Chở mấy bạn nữ. Đây, chạy khu trung tâm mới có cảm giác gọi là hợp ha. Đấy, thì bình thường á mình sẽ gọi là đây là hình chạy bắt bọ mình nha, ví dụ nha. Mình sẽ ghé qua đây trước. Để lúc trước mình thấy bọ ghé đây trước thì đây có bọ không có bọ đúng không? Rồi mình sẽ chạy qua đây. Đấy, mình hai làn cây bên này, sẽ có cái bọ quanh bíp nữa không? Đó, mình chạy. Đó, sẵn tiện thì mình giới thiệu cái hành trình mình hay bắt bọ luôn. Ở trước đây mình sẽ nhìn đây, nhìn cái cây này. Không có đúng không? Mình sẽ nhìn qua bên bên này. Đấy, có không có đúng không? Nhìn lên trên này, nhìn xuống cả cái nó bay đúng không? Nhìn lên nhìn xuống. Không có đúng không? Đó, không có thì mình chạy xuống. Đó. Bên này thì bắt mấy con bọ ấy mọi người nha. Đây, bên này bắt mấy con bọ này nha. Đây. Đấy, bọ ấy. Thấy chưa? Còn bình thường thì mình chạy được bên này nè. Mình mà chạy ở trên này nhá. Từ trời ơi, xe siêu xe mà chạy bươn quá. Siêu xe mà bươn lên bươn xuống kia. Đấy, mình sẽ chạy mình thấy hai luồng cả hai bên. Đấy, mọi người thấy không? Siêu xe mình đun roi là đó, siêu xe đun roi mình phải chạy kiểu đường lộ đường như mày, đẹp như mày đó. Đấy, mình sẽ gọi là đấy, cũng có hai đường, một đường bên kia cũng có thể bắt bò ngựa được kia. Ở bên này đi hướng này. Đó, còn bên này mình chạy đường này rồi. Đó. Đấy, cùng anh vượt qua ngày con đường gì đấy, hát à. Đấy. Mình sẽ chạy xung quanh vậy đó, nhìn hai làn cây như vậy đấy, xong bên này cũng vậy. Đấy. Nhìn. Đấy. Đấy là đây là con đường mình hát được bò mọi người nhá. Đấy, nhìn lên là nhìn. Để nhìn tí. Đó, nhìn. Trời ơi, xe đun roi mà nó bươn quá. Vô tới sân banh luôn em ơi. Ok, nhìn không có gì hết đúng không? Đó, đó là hình chữ bò của mình. Chạy một vòng nha, một vòng như vậy nhá. Đấy, thì mình cũng chạy ra. Đây, nhìn đây, có không? Không có. Không có, chạy ra bên này. Đó. Bây giờ các bạn thấy chưa? Đun roi. Đấy, bên này cũng có khi có bò nha. Đấy. Không có đúng không? Rồi, chạy qua đây. Nhìn hai bên này. Đấy. Không có đúng không? Rồi, chạy lên trên này tiếp. Đấy, nó như vậy là một vòng như vậy các bạn. Xong rồi mình tới đây chỗ khác. Ê, mình thấy cái gì chúng ta? Đây nè, lượm. Bạn thu full đúng không? Để anh. Bạn thành full rồi. Để lượm cho. Quá hên luôn. Thôi, như vậy là sơ qua là ở khu trung tâm. Bây giờ là mình về khu nhà. À, bây giờ về khu nhà nhá. Ok, mình đã về khu nhà rồi. Đây là nhà của mình. À, đây là nhà của mình. Đó, nhà hợp siêu xe không? Ờ, nhà này hợp siêu xe là đúng rồi gì nữa. Yes, chắc chắn là như thế rồi. Gì gì. Rồi, con đường hàng ngày. Đấy, đây là bắt ở đây thì bắt con gì ta? Thằng lằn tatu. Các loại bướm và ban đêm thì có một con rất là khó thấy, đó là đối bạn con gì à, không đối bạn biết đúng không, đó là con dế hùng, cho cháu hùng đúng không. Đó, ok. Đây, cung đường. Đấy, siêu xe. Ê, siêu xe trắng. Yes sir, hello bạn. Hello. Ê, nhắc chiếc xe mình này là hồi trước mình được mới chơi game. Chiếc xe màu trắng của bạn đang chạy trước mặt nè. Là hồi trước mình là cày mấy ngày mấy đêm mới mua chiếc xe này các bạn à. Chiếc xe màu trắng tiền sao các bạn. Chỗ cày lâu lắm á. Hồi đó ai có chiếc xe trắng này là gọi là siêu phẩm đấy. Gọi là đẳng cấp ấy. Ok. Thì hôm nay thì nói chung thì cũng chủ yếu là review chiếc xe này. Đó, đẹp như thế nào, sang trọng như thế nào. À, đây là một con đèn chiếu sáng rồi nhá. À, đèn sáng nhá. Đèn vẫn sáng, đẹp tuyệt vời đấy. Dòng ở trước đây là lên nhạc đó, có dòng nhạc chạy này đó, sóng nhạc đó, sóng nhạc đang chạy đó, đã đời luôn đấy, thấy không, rất là tuyệt vời gì gì vui. Thì quên mình thông báo mini game mọi người ơi, mình thông báo mini game đây. Nếu video này mà được 100 like thì mình sẽ tặng cho các bạn gói bán cá tức thì mình hay đi vào là bán câu cá mà các bạn cũng hay tem câu cá đúng không? Thì nhiều bạn sang là anh ơi em hết lượt câu rồi, tại vì lọc câu cá vật phải lọc bóng rất nhiều thì mình sẽ tặng các bạn gói này. Đấy, gói bán cá thành viên bán cá tức thì bước 1 các bạn like, bấm like và đăng ký kênh. Bước 2 các bạn tên trong game. Đấy, bước 2 là tên trong game của bạn đây. Đấy. Bước 3 là sao chép ID game, sao chép cái này ứng sao chép. Đấy. Còn xuống dòng các bạn sẽ gọi là ghi cảm nghĩ là video này anh làm như thế nào, video này em góp ý anh như thế này thế nào, anh ơi lần sau làm cái này thế này, anh ơi lần sau câu này kia đi anh ơi. Đó, như vậy các bạn nha. Đó, mình sẽ gửi tặng mi game một bạn ngẫu nhiên
mỗi video. Nếu video nào cứ một video 100 like thì anh sẽ làm một mini game tặng cái đó. Cứ 100 like làm video trả kèo cái đó. Ok các bạn yên tâm, không có bịt đâu. Các bạn nhớ bấm like để kênh của mình. Còn bây giờ thì chắc là share một vòng nữa cho đã rồi mình sẽ gọi là chào các bạn nha. Ok các bạn nha. GG các bạn nha. Đấy. Hôm nay chiếc xe này 15.000 bằng mười mấy củ Việt Nam đồng của mình đó mọi người, mấy triệu tiền Việt á, thì nó lại hạ giảm giá xuống sale đúng một ngày hôm nay thì nó xuống là còn 12.000 thì mình dứt luôn ấy, mình tính để gọi là ăn mừng nút bạc, ăn mừng 100.000 ký các bạn à. Nhưng mà hôm nay là vậy thôi. Ok, xe đẹp rồi thì chắc là ngồi xe chào các bạn luôn các bạn nha, ngồi xe chào cho sang nha ha. Ngồi xe chào cho sang nha. Đấy, bình thường hay ngồi dưới chào nhưng mà bây giờ ngồi xe chào luôn gì nữa hả. Ok, mình sẽ chạy về trước nhà mình chào. Ê ơi, bên này không được. Mình đi xe mà, xe sang mà. Mình phải chạy cái đường sang chứ. Đó. Ơ, Kobe à, Kobe TV qua đây à. Từ từ. Đây, mình trước nhà mình. Ok. Trước nhà mình. Đó. Ok. Thì chắc là chào các bạn ha. Chào. Bye bye, xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Yes, bye bye mọi người. Bye bye. Bạn kia chắc không biết mình đang gọi là quay video đang chào hay sao á, bạn im re các bạn ơi, chắc ngồi xe êm quá bị gọi là đang bị gọi là mê man. Ok vậy.